Chị ơi, em về rồi ạ. Sao lại về giờ này? Chị tưởng em cuối tuần mới về cơ mà. Vâng, theo đúng lịch trình thì cuối tuần này em mới về. Nhưng mà việc ký kết hợp đồng thuận lợi nên là em được về sớm chị ạ. Thế thì tốt quá rồi, em có mệt lắm không? Em không, em chỉ muốn ngủ thôi chị ạ. Mà Phương Anh đâu hả chị? Nó đang dọn dẹp ở trên tầng ấy. À, vâng, thế để em lên ạ. Hay cái thằng này, mày đi công tác cả tháng mới về, vậy mà vừa nói chuyện với chị được 2-3 câu đã muốn lên nhà nói chuyện với đứa giúp việc là thế nào? Mày nhớ nó thế cơ à? Dạ không chị ạ. Dạo này là chị thấy mày lạ lắm nhá. Mày có bí mật gì giấu chị đúng không? Chị cứ nói thế nào ấy chứ, em làm gì có bí mật nào đâu. Anh Cường, anh về rồi ạ? Ừ, anh vừa mới về, anh mua quà cho em đây. Dạ, em cảm ơn anh. Ô hay cái thằng này, mày mua quà cho nó mà mày không mua quà cho chị à? Tất nhiên là em có mua rồi. Lần nào đi công tác mà em không mua quà cho chị chứ? Của chị đây ạ. Thế sao mày không đưa chị trước mà lại đưa cho nó trước là thế nào? Lúc đó em chưa nhớ ra. Chị cần gì bắt bẻ em như vậy chứ? Chị hỏi này, có phải hai đứa mày làm việc gì mờ ám sau lưng chị đúng không? Chúng em không làm gì đâu chị ạ. Tốt nhất là nên như thế. Mà chị cũng nói thẳng luôn cho mày biết, mày chỉ là đứa giúp việc trong nhà này. Còn thằng Cường, nó đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Vị trí của hai đứa chúng mày khác xa nhau, cho nên mày đừng có nuôi hy vọng viển vông gì hết. Dạ, vâng ạ. Kìa chị, sao chị lại nói như vậy chứ? Mất lòng trước, được lòng sau. Chị cứ phải nói rõ quan điểm như thế, để nó còn biết đường mà sống cho đúng vị trí của mình. Anh đi lâu như vậy, em có nhớ anh không? Tất nhiên là nhớ rồi. Bình thường anh đi có mấy ngày, thế mà lần này đi tận một tháng. Em mà không nhớ anh ấy thì chắc không phải người yêu anh mất. Anh cũng nhớ em lắm. Anh chỉ mong xong việc thật sớm để về với em thôi. Thế ở bên đấy anh có qua lại với cô nào không? Có ai đâu mà qua lại chứ. Với lại anh đâu thuộc kiểu người lăng nhăng đâu. Em hiểu anh mà. Ai mà biết được với đàn ông các anh ấy. Các anh đi bàn chuyện làm ăn, xong bên cạnh lại có mấy em chân dài rót rượu. Như thế thì thích quá còn gì. Em không tin anh sao? Vậy anh thề nhá. Thôi, em đùa đấy. Em dám đùa anh á? Anh phải phạt em. Em này, hay là anh công khai mối quan hệ của chúng mình nhá. Từ từ đã. Anh không thấy chị Tuyết cấm chúng mình rồi à? Nói ra chị ấy không vui đâu. Nhưng mà anh không thể để em chịu thiệt thòi như vậy được. Với lại anh không thích là chúng mình cứ yêu nhau lén lút như thế, khó chịu lắm. Em hiểu. Em cũng muốn mối quan hệ của chúng mình được công khai lắm chứ. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Đợi em một thời gian nữa, em hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ xong, em sẽ đi xin việc. Đến lúc em có việc làm ổn định rồi thì chúng mình công khai. Đến lúc đấy em nghĩ chị Tuyết sẽ đỡ ngăn cấm chúng mình hơn. Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ chiều theo ý của em. Vâng, cảm ơn anh nhé. Em sang chơi với chị là chị vui rồi, không cần phải quà cáp thế này đâu. Chút quà này có đáng là bao đâu chị, tình cảm chị em mình mới là chính. Em đúng là vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Thằng Cường nhà chị mà yêu được em có phải tốt không? Anh Cường chỉ coi em là bạn bè thôi, chắc là anh ấy có người ở trong lòng rồi chị ạ. Em yên tâm, chị sẽ không đồng ý cho nó yêu ai ngoài em đâu. Đợi đến tối nó về, chị sẽ quán triệt chuyện này với nó. Thôi chị ạ,
Chị nói như vậy xong anh Cường lại hiểu lầm em. Anh ấy quay ra ghét em thì chết. Em không phải lo chuyện này. Chị đã nhắm em làm em dâu của chị thì thằng Cường không có quyền chối cãi. Nó là một tay chị nuôi nấng từ nhỏ tới giờ. Không lẽ bây giờ nó lớn, nó lại dám cãi lời chị à? Em biết là chị quý em, em cũng rất vui vì điều đó. Nhưng mà em sợ vì chuyện này mà chị với anh Cường cãi nhau thì em áy náy lắm. Chị sẽ có cách. Em cứ yên tâm mà chờ tin tốt của chị. Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em không cần phải khách sáo với chị như thế đâu. Trước sau gì chị em mình cũng là người một nhà mà. Vâng ạ. Phương Anh, em làm gì mà đứng ngây ra thế? Dạ, tự nhiên em thấy đau đầu quá cho nên dừng lại nghỉ ngơi chút thôi ạ. Ừ, thế vào nhà nghỉ ngơi đi. Lát khỏe thì dậy nấu cơm. Vâng ạ. Bạn này làm ở đây cũng lâu rồi chị nhở? Ừ, nó làm được việc với lại cũng ngoan nên chị muốn nó làm việc ở đây lâu dài luôn em ạ. Nhưng mà bạn ấy xinh đẹp như thế, liệu anh Cường có thích bạn ấy không chị? Em yên tâm, chị cũng đã quán triệt với chúng nó về vấn đề này rồi. Chúng nó không dám làm trái lời chị đâu. Dạ vâng ạ. Thôi em ăn hoa quả đi. Chị cũng ăn đi ạ. Này em nấu món gì đấy? Anh đoán xem. Mỗi ngày em đều cho anh ăn một món khác nhau nên là anh không đoán được. Món này cả em và anh đều thích ăn. Bây giờ anh đoán ra chưa? À, vậy thì anh đoán ra rồi. Bò sốt vang phải không? Vâng ạ. Em cứ nấu ăn ngon như thế này thì làm sao anh không tăng cân được chứ? Anh chỉ được giữ cân nặng như bây giờ thôi, không được tăng nữa đâu. Béo lên là nhiều bệnh lắm đấy. Nhưng mà đồ em nấu anh ăn ngon miệng lắm. Làm sao bây giờ? Thế thì từ bây giờ em sẽ nấu những món ít chất béo. Anh phải kết hợp tập thể dục nữa. Như thế thì sẽ giữ được cân nặng như bây giờ. Tuân lệnh. Em bảo sao thì anh sẽ làm vậy. Chỉ cần em thích, anh sẽ làm. Vâng. Mà bây giờ anh cầm hộp cơm lên trên ăn đi, cho nóng. Ừ, anh lên đây. Em về cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé. Không thể nào. Làm sao mà chúng nó lại yêu nhau được? Liệu có khi nào em nhìn nhầm không? Em cũng chỉ mong là mình nhìn nhầm thôi ý. Nhưng mà cử chỉ, ánh mắt, hành động họ dành cho nhau á, em khẳng định là hai người đã yêu nhau đấy. Thằng Cường là chủ tịch của tập đoàn lớn, xung quanh nó có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Không thể nào nó lại đi yêu một đứa giúp việc được. Đôi khi tình cảm là thế đấy chị ạ. Có thể chị thấy bạn giúp việc kia không xứng với anh Cường, nhưng mà anh Cường lại không thấy thế. Với cả nếu anh Cường đã yêu rồi á, anh không quan tâm đến người khác nói gì đâu. Không được. Không thể để chúng nó yêu nhau được. Thằng Cường nhất định phải yêu em, chị mới đồng ý. Tuy là em cũng thích anh Cường thật đấy, nhưng mà nếu anh ấy đã yêu người ta rồi thì em không dám xen vào giữa đâu chị ạ. Em không muốn mình phải mang danh tiểu tam. Em không phải lo về vấn đề này. Chị sẽ không để chúng nó yêu nhau đâu. Ngay trong ngày hôm nay, chị sẽ giải quyết dứt khoát vấn đề này. Dạ vâng. Thôi chuyện này để sau đi ạ. Chị uống nước đi. Chị, có chuyện gì mà chị gọi em về gấp vậy ạ? Em ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Vâng. Chị hỏi em, có phải em và cái Phương Anh đang yêu nhau đúng không? Có hay không? Mau trả lời chị đi. Vâng, chúng em đang yêu nhau chị ạ. Mày bị điên à Cường? Mày đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn nó chỉ là một đứa giúp việc thôi. Sao mày lại yêu nó là thế nào? Thì có làm sao đâu chị. Cô ấy làm giúp việc chứ có phải ăn trộm ăn cắp đâu ạ. Với lại Phương Anh là người có trí, cô ấy đang cố gắng học ngoại ngữ để thi lấy chứng chỉ. Thời gian sau cô ấy sẽ có một công việc tốt hơn. Đáng ra chị phải cổ vũ Phương Anh
và tác thành cho bọn em, chứ không phải ngăn cản như thế này đâu ạ. Mày bị nó bỏ bùa hay sao mà lại lao đầu vào yêu nó như thế? Mày có biết ngoài kia có biết bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang đang chờ mày để ý hay không? Nhưng mà em không quan tâm đến những người con gái đấy. Em chỉ cần biết em và Phương Anh rất hợp nhau, và em chỉ muốn cưới Phương Anh làm vợ thôi ạ. Nếu mày coi chị là chị gái của mày thì chia tay nó ngay đi, không thì đừng bao giờ nói chuyện với chị nữa. Ờ kìa, sao chị lại như thế? Em lớn rồi, em phải có quyền quyết định hạnh phúc của mình chứ ạ. Được, mày lớn rồi, mày không cần người chị này nữa đúng không? Vậy thì chị sẽ đi cho mày hài lòng. Chị Tuyết. Em đừng đi, để anh tìm cách nói chuyện với chị ấy. Bây giờ chị Tuyết đang giận lắm, em mà không đi thì chị ấy cũng đi thôi. Thôi thì cứ tránh mặt chị ấy một thời gian đã. Đợi khi nào chị Tuyết bình tĩnh lại thì em sẽ nói chuyện sau. Anh xin lỗi, tại anh mà em lại chịu khổ rồi. Anh đừng có nói thế, em chẳng chịu khổ gì cả. Chỉ cần anh yêu thương em thì mọi khó khăn em đều vượt qua hết mà. Vậy thì mình cùng cố gắng em nhé. Vâng ạ. Cô cũng đua đòi trèo cao quá đấy nhở. Đúng là tôi với anh Cường ở hai vị trí rất khác nhau, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật lòng, không có mục đích vụ lợi gì cả. Chị không cần phải xỏ xiên tôi như thế đâu. Cô nghĩ tôi ngây thơ đến mức mà tin mấy lời nói của cô à? Chị tin thì tin, mà không tin thì thôi, tôi cũng không cần. Tao nói cho cái mặt mày biết, mày khôn hồn thì mau tránh xa anh Cường ra, không thì đừng có trách tao. Chị thích anh Cường chỉ vì tiền của anh ấy thôi đúng không? Tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn được làm vợ của chủ tịch tập đoàn lớn chứ. Đến một cái đứa ô xin như mày còn thích, nói gì là tao. Chị cứ ở đấy mà mơ mộng đi. Cho dù tôi và anh Cường không đến được với nhau thì anh ấy cũng không bao giờ để ý đến một người hám danh lợi như chị đâu. Một cái đứa ô xin như mày mà cũng dám nói ra những lời này á? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Tùy chị thôi, tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện với chị nữa. Được, mày cứ đợi đấy, mày sẽ biết tay tao. Chị đã cấm thằng Cường không được qua lại với con bé ô xin kia rồi. Từ bây giờ em cứ yên tâm mà đến với nó nhé. Nhưng mà anh Cường vẫn né tránh em lắm chị ạ. Chắc là nó chưa quen em với vậy thôi. Em cứ cho nó thêm chút thời gian rồi nó sẽ hiểu ra mà. Vâng, em cũng mong là anh Cường sẽ hiểu được tình cảm chân thành mà em dành cho anh ấy. Chị Tuyết ơi, anh Cường. Anh Cường. Thằng Cường làm sao? Anh Cường vừa bị công an bắt rồi chị ạ. Công an đang khám xét phòng làm việc của anh ấy. Chắc một lát nữa công an sẽ tới khám xét nhà đấy ạ. Sao lại thế? Sao tự nhiên nó lại bị công an bắt là thế nào? Em cũng không biết nữa, nhưng mà vụ này có vẻ nghiêm trọng đấy chị ạ. Em thấy có rất nhiều công an đến tập đoàn. Giời ơi, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Chị xem có cách nào cứu được anh Cường không ạ? Ngọc Anh, có phải lần trước em bảo với chị em quen ông nào to lắm đúng không? Chuyện này... Em giúp thằng Cường nhà chị với. Dù sao thì em cũng có tình cảm với nó mà. Thật không ngờ anh ta lại lụi tàn sớm như vậy. Nếu biết trước như thế thì tôi đã không phải tốn công sức đến đây nghe chị nói mấy câu chuyện vớ vẩn đâu. Em đang nói cái gì thế? Tôi nói thật cho chị biết nhá, tôi thích em trai của chị chỉ vì anh ta có tiền, có địa vị. Còn bây giờ anh ta mất tất cả rồi thì làm sao mà tôi phải thích anh ta nữa chứ. Mày là cái loại cáo già. Tao không ngờ mày lại khốn nạn như thế đấy. Tại vì chị ngu nên mới để tôi lừa gạt chị dễ dàng như vậy đấy. Mày không biết ai mới là người ngu đâu. Cường, sao em lại về đây được? Chị tưởng em bị công an bắt cơ mà. Em chỉ diễn một vở kịch để vạch mặt cô ta thôi. Giờ chị đã nhìn ra chưa? Chị biết là chị sai rồi, chị xin lỗi. Từ bây giờ chị sẽ không ngăn cấm hai đứa nữa đâu. Em cảm ơn chị ạ. Cho dù cô thông minh thế nào
thì cũng không giấu được bộ mặt thật của mình đâu. Các người cũng nhiều trò thật đấy. Tôi đã coi thường các người quá rồi mà. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Từ bây giờ đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày nữa. Không thì không xong với tao đâu. Bây giờ chị định tính thế nào đây ạ? Còn tính thế nào nữa? Tất nhiên là Phương Anh quay về đây ở với nhà mình rồi. Ý em sao? Chị Tuyết đã nói vậy thì em vâng lời ạ. Đấy, nhà mình phải vui vẻ thế này mới phải chứ.